Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức nóng nhất trong ngày trên kênh YouTube của báo Lao động. Thưa quý vị, theo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, đến nay còn 34 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để mở rộng đường Nguyễn Tuân. Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung. Dự án được phê duyệt vào năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Theo báo cáo của các lực lượng chức năng, Tính đến 11 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2024, chỉ còn 34 phần 160 hộ gia đình chưa đồng thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân. Dự kiến ban đầu, hết năm 2022, quận Thanh Xuân sẽ phê duyệt tất cả các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến giữa năm 2023, tiến hành thi công dự án và hoàn thành mở rộng tuyến đường sau một năm. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, theo báo cáo của các lực lượng chức năng, tính đến 11 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2024, chỉ còn 34 trên 160 hộ gia đình chưa đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân. Ủy ban nhân dân quận đã giao các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận bàn giao mặt bằng trước thời điểm cưỡng chế. Theo quyết định số 2527 QDUBND ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân về phê duyệt phương án, tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, quận sẽ tổ chức cưỡng chế. Trong đó tiến hành thu hồi 2479,64 m2 đất và công trình trên đất của các hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Thời gian cưỡng chế diễn ra từ ngày 14 tháng 10 năm 2024. Theo công bố từ Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân với tổng diện tích đất thu hồi, giải phóng mặt bằng là 14.334 m2 đất thuộc 11 tổ chức và 160 hộ gia đình, cá nhân. Điểm đầu dự án giao đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, dài 720 m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có. Tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang 21 m, gồm phân lòng đường rộng 15 m và hai bên lề rộng 3 m. Theo ghi nhận của lao động, Hiện nay đường Nguyễn Tuân có mật độ xây dựng dày đặc lên tới gần 6.000 căn hộ trên đoạn đường chỉ dài 720 m Tuyến đường kết nối với nhiều tuyến đường, phố khác như Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum, Lê Văn Lương và đặc biệt là Nguyễn Trãi. Nhưng từ lâu, đường Nguyễn Tuân bị coi là điểm ngẽn giao thông do toàn tuyến có một vị trí nút thắt cổ chai với diện tích mặt đường rất nhỏ hẹp. Dọc hai bên đường đoạn nút thắt cổ chai này san sát hàng quán bùa vây, nhiều điểm bị chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Dự kiến đến giữa tháng 10 năm 2024, Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tuân cơ bản hoàn thành. Chính quyền địa phương sau đó sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công hoàn thiện dự án. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2025, kỳ vọng giảm tải ùn tắc giao thông, đem lại cảnh quan đô thị cũng như tạo đà phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung và quận Thanh Xuân. Thưa quý vị tại Quảng Trị, hàng trăm hộ dân sử dụng nước không đảm bảo sức khỏe trong khi đó công trình cấp nước hàng chục tỷ đồng xây giang dở rồi bị bỏ hoang nhiều năm nay gia đình ông Nguyễn Đắc lĩnh chú tại thôn Mỹ Chánh xã Hải Chánh huyện Hải Lăng tỉnh Quảng trị gặp khó khăn về nguồn nước sạch theo ông lĩnh do chưa có hệ thống nước sạch nên hiện tại ông phải dùng nước giếng khoan mùa hè thì nước cạn kiệt phải xuống sông trở từng can nước còn mùa mưa thì nước bẩn nước giếng thì nhiễm phèn biết là dùng sẽ không an toàn cho sức khỏe nhưng gia đình tôi không có sự lựa chọn ông lĩnh cho biết Tương tự, gia đình ông Hồ Hòa ở thôn Mỹ Tránh cũng không có nước sạch để dùng. Mấy năm trở lại đây, nhiều người ở thôn này bị mất do mắc bệnh ung thư và số lượng người mắc bệnh đang tăng cao. Vì vậy, ông Hòa lo lắng cho rằng việc sử dụng nước bẩn là một trong những nguyên nhân khiến bệnh tật gia tăng. Tình trạng người dân phải sử dụng nước nhiễm phèn không đảm bảo sức khỏe không chỉ xảy ra ở thôn Mỹ Tránh mà còn ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Phạm Xuân Dũng, khóm trưởng khóm 3, thị trấn Bến Quan cho hay hàng trăm hộ dân ở đây vào mùa hè không đủ nước để sinh hoạt, đặc biệt nước phèn và đục, nếu sử dụng lâu dài sẽ không đảm bảo sức khỏe. Tại xã Hải Chánh và thị trấn Bến Quan, từ lâu đã có sự đầu tư xây dựng hai công trình cấp nước sạch nhưng chưa được đưa vào sử dụng mà bị bỏ hoang. Chứng kiến sự lãng phí này, người dân rất bức xúc. Năm 2014, tại xã Hải Chánh đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, còn tại thị trấn Bến Quan đầu tư xây dựng đài tăng áp Bến Quan. Hai công trình này do công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị làm chủ đầu tư. Riêng hệ thống cấp nước xã Hải Chánh có tổng mức đầu tư là 30,8 tỷ đồng, trong đó nguồn tài trợ của Italia là 8,3 tỷ đồng, vốn ngân sách đối ứng là 19 tỷ đồng và nhân dân đối ứng 3,6 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2015. Tuy nhiên, khi công trình đã cơ bản xây xong, thì gói thầu vật tư, hàng hóa do Bộ Tài chính chủ trì đấu thầu mua sắm, cung cấp cho địa phương chưa thực hiện, nên hiện công trình không thể lắp đặt để đưa vào vận hành. Tương tự, dự án đài tăng áp bến Quan cũng xây dựng xong nhưng chưa thể đưa vào hoạt động. Ông Dương Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bến Quan, cho biết việc đài tăng áp chưa được sử dụng khiến người dân rất bức xúc. Chính quyền địa phương mong các cấp ban ngành sớm quan tâm, đầu tư, hoàn thiện công trình và hệ thống đường ống để cấp nước cho người dân. Trả lời báo Lao động vào ngày 13 tháng 10, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, cho biết hai dự án trên nằm trong chương trình hỗ trợ cán cân thanh toán và ngành nước do chính phủ italia tài trợ tuy nhiên do khó khăn hiệp định viện trợ oda của italia đã dừng khiến công trình giang dở hiện ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã ký văn bản gửi bộ tài chính đề nghị cung cấp thông tin chính thức về tình hình giải quyết các thủ tục chấm dứt hiệp định chương trình hỗ trợ cán cân thanh toán và ngành nước giữa bộ tài chính với phía italia và hướng dẫn chủ đầu tư các nội dung liên quan trong việc hoàn tất thủ tục pháp lý nếu có để chấm dứt hiệp định sau khi chấm dứt hiệp định sẽ quyết toán các hạng mục đã thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư và đưa công trình vào sử dụng giúp người dân thoát khỏi cảnh thiếu nước sinh hoạt ông lê đức tiến thông tin thưa quý vị nguồn cung chung cư nhà liên thủ trong năm 2024 được dự báo dồi rào nhất trong 4 năm qua nhưng giá nhà ở hà nội vẫn không có dấu hiệu giảm số căn mở bán trong năm 2023 và là nguồn cung cao nhất trong vòng 5 năm qua trước đó trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 đến 2025, đợt 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết có 85 dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư với gần 50.000 sản phẩm. Sau 2025, có 26 dự án cũng dự kiến hoàn thành với gần 10.000 căn. Theo các chuyên gia, dự báo trong 2 năm tới nguồn cung chung cư có xu hướng tăng, lên đến 23.000 căn trong năm 2025 và 24.000 căn năm 2026, gấp gần 3 lần năm 2023. Nguồn cung này dự kiến vẫn đến từ hai đại đô thị tại phía Tây và Đông. Dù nguồn cung cải thiện xong giá bán trung bình thứ cấp vào cuối quý 3 năm 2024 vẫn tiếp tục đà tăng từ các quý trước. Giá thứ cấp trung bình của nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội quý này đạt sấp xỉ 167 triệu đồng trên 1 mét vuông, đã bao gồm chi phí xây dựng và chưa bao gồm vát, tăng 3% theo quý và gần 7% theo năm. Một số dự án tại các khu vực như Đông Anh và Long Biên ghi nhận mức tăng giá thứ cấp cao hơn, khoảng 5% theo quý nhờ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và sự ra mắt của các dự án mới. Dù có nhiều dự báo nguồn cung khá dồi dào, thậm chí đã qua thời điểm khan hiếm căn hộ trung cư, song các đơn vị nghiên cứu đều đưa ra nhận định rằng nguồn cung mới chủ yếu đến từ phân khúc cao cấp trở lên, còn căn hộ bình dân không xuất hiện. Vì vậy, Nhu cầu nhà ở dành cho số đông cơ bản vẫn chưa được cải thiện nhiều và giá nhà ở Hà Nội trong thời gian tới dự báo vẫn khó giảm. Theo ông Nguyễn Trí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, VAS, nhận định. Nguồn cung căn hộ cải thiện đáng kể nhưng chỉ tập trung ở phân khúc cao cấp, trong khi căn hộ dành cho người có thu nhập trung bình không có. Cũng theo ông Thanh, việc lệch pha cung cầu này dẫn đến việc giá căn hộ ngày càng tăng, trong khi nhu cầu nhà ở cho số đông vẫn không giải quyết được, đây là sự bất hợp lý của thị trường bất động sản là căn hộ ở 10 năm rồi còn tăng giá chóng mặt. Cùng đó, bà Hoa Dung, giám đốc kinh doanh và truyền thông, công ty du lịch sinh thái Cồn Bắp cũng cho rằng Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu mất cân bằng với các loại hình sản phẩm khi các doanh nghiệp đổ xô thực hiện các dự án căn hộ cao cấp. Điều này không chỉ khiến thị trường khan hiếm sản phẩm trung bình với giá phù hợp, mà còn tiềm ẩn nguy cơ thị trường bị thao túng vì không có các sản phẩm ở mức trung bình để tạo sự cạnh tranh, không có cạnh tranh, không có áp lực thị không ai chịu giảm giá. Mới đây, tại họp báo chính phủ thường kỳ, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho biết, có ba nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng giá bất động sản cao đột biến thời gian qua do cầu lớn hơn nguồn cung quá nhiều. Ngoài ra, thị trường bất động sản cũng đã xảy ra tình trạng đẩy giá, thổi giá. Điển hình, thời gần đây Hà Nội tổ chức đấu giá đất, người tham gia đấu giá đẩy giá đất cao lên rồi bỏ cọc. Nguyên nhân thứ ba là chi phí đầu tư, đầu vào của bất động sản bị tăng cao. Thưa quý vị, Đồng Nai giao công ty cổ phần Trương Dương Hôn Lan hơn 1,4 ha đất xây 1.000 căn nhà ở xã hội, tổng mức đầu tư dự án 1.400 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định giao đất cho công ty cổ phần Trương Dương Hôm Lan để thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa với diện tích 14.076,9m2, hơn 1,4 ha, thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ địa chính số 36. Trong đó, 11.085,3m2 quy hoạch chức năng xây dựng chung cư nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Còn phần diện tích 2371,3 m2 quy hoạch chức năng đất giao thông và 620,3 m2 quy hoạch chức năng đất cây xanh, nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án nhà ở xã hội tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa có diện tích 1,41 ha, quy mô khoảng 1.000 căn hộ, tương ứng quy mô dân số khoảng 1.900 người, được xây dựng tại vị trí đường Nguyễn Văn Tỏ, nằm gần sát bên quốc lộ 51. Dự án dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ 8 năm 2025. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Sau 10 năm, từ 2014 đến nay, Hà Nội sẽ có sự điều chỉnh giá vé xe buýt lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 11 tới đây. Sự điều chỉnh này được xem là hành động cần thiết để giảm gánh nặng trong ngân sách thành phố, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng loại hình vận tải hành khách công cộng. Ngoài ra, giá vé điều chỉnh mới được đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn, và mức thu nhập của người dân. Theo khảo sát của phóng viên báo lao động, nhiều người dân thường xuyên sử dụng xe buýt là phương tiện di chuyển hàng ngày cho rằng mức điều chỉnh giá vé lần này không quá cao, có thể chấp nhận được. Cái là chúng tôi mừng là có cái xe buýt đi là chúng tôi được rẻ tiền, đây là chúng tôi sướng lắm rồi. Thôi à, thì nhà nước mà tăng thì chúng tôi cũng chấp nhận, không có cái gì cả. Đi xe buýt sẽ giảm thiểu được uh, tình trạng tắc đường, giảm thiểu được uh, sự uh ô nhiễm môi trường và mình thấy nhiều trường đại học bây giờ cũng cộng điểm rèn luyện khi học sinh sinh viên trường đi xe buýt. Việc tăng giá vé có thể là điều kiện để các doanh nghiệp có thêm chi phí đầu tư và chất lượng phương tiện thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng. Người dân cũng kỳ vọng khi giá vé tăng thì chất lượng dịch vụ cũng sẽ tăng tương xứng. Xe cũng còn khá cũ, kể nhân viên phụ xe cũng chưa gọi là. À. Bộ giúp người đi xe quá tốt Mình thấy tăng giá vé nhưng mà cũng lên tăng cả chất lượng của xe buýt Hà Nội hiện có tổng số 103 tuyến buýt đang khai thác vận hành Trong đó 128 tuyến buýt trợ giá Mỗi năm Hà Nội phải chi cả nghìn tỷ đồng cho trợ giá xe buýt Đây là gánh nặng không nhỏ đối với ngân sách thành phố Thưa quý vị và các bạn sau khi điều chỉnh khu hạt đường Trấn Đông Đoàn quán ở Ba Chí Đăng đã 3 năm nay Người dân ở khu vực này đang chờ đợi giải phóng mặt bằng tự nhiên những vòng này người dân vẫn chưa được làm được trong khi đó đường xã xuống cấp thì người dân rất khổ sở trong quá trình đi lại thì nguyện vọng của cô là trước mắt là giờ chưa phải trả lại lại cái mặt băng để cho băng phẳng để mà cái dân họ làm mà ăn cái đi 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 tới xe máy này đi là người dân mình là té này rồi có những người á, mặc những bộ đồ thật là đẹp nhưng đi qua cái là té bây giờ là giải phóng cái mặt bằng này để cho dân mình đỡ khổ chứ ừ. trông như làm lại con đường chứ quá cực khổ những ngày này, sau nhiều chuyện mưa lớn, mặt đường ở Buôn Cô Hờ Né, xã Chư Đăng, huyện Cư Mở Ga đã xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng. Dù vậy, xe trọng tài lớn chất đầy đất đá, vật liệu xây dựng vẫn chạy tấp nập trên mặt đường đầy giấy ổ voi, ổ gà đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây. Toàn bộ khu vực trên được tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, người dân mòn mỏi chờ đợi di rời đến nơi ở mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.